chân, phần toàn bộ phần bản chân là chân 12 chỉ hết, rất là to. Tay cũng là bản 12 phân này. Và chúng tôi đã hoàn thiện rất là kỹ rồi nhé. Chúng tôi hoàn thiện rất là kỹ này. Sờ mát tay luôn. Cả những cái phần chân tơ kẽ tóc chúng tôi là hoàn thiện rất là kỹ. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 28 tháng 7 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ quý vị đây thì chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ trường kỷ chất liệu gỗ vụ và có kích thước là một loại hàng đại. Đây là sản phẩm của một khách hàng khá gần cơ sở của tôi, của anh Đức. Thì trước khi bàn giao cho khách hàng thì tôi có quay lại một video clip làm kỷ niệm với anh, cũng như là giới thiệu đến quý vị khách hàng, mọi người đang quan tâm đến ghế trường kỷ như này. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể bộ ghế đây. Hơi mịt sáng một chút. Đây là chiếc ghế thứ nhất nhé. Chiếc ghế này thì là có kích thước của bề là 2m17 quý vị ạ. Phần diện tích sử dụng đây là có kích thước là 50 hàng đại. Và phần chân của chúng tôi là chân 12 chỉ. Chân rất là to. Quý vị nhìn là rất là chắc chắn quý vị nhé. Phần yếm là đục ngũ khúc, yếm ngũ khúc triện tàu lá rắt. Chân phần toàn bộ phần bản chân là chân 12 chỉ hết, rất là to. Tay cũng là bản 12 phân này, kích thước rất là lớn này quý vị nhìn này. Chiếc ghế rất là chắc chắn, nhìn chân nó mập rất là bền vệ. Những cái phần chi tiết hơn thì cái phần vách này của chúng tôi là đục tứ quý tùng trúc cúc mai, điểm giữa là có sen cỏ. Và toàn bộ phần mặt ghế, quý vị, mặt ghế đây là mặt ghế liền tấm một lá quý vị nhé. 100% mà chúng tôi là cam kết 100% là chất liệu gỗ vụn. Đường nét đục chạm thì rất là sắc nét. Đây, quý vị thấy đường nét đục chạm cực kỳ sắc nét, cũng như là phần hàng ngang. Phần hàng ngang, phần mộng mạ rất là nét. Toàn bộ phần đầu tay chúng tôi là đầu tay đục xoắn ốc hết. Đầu tay đục xoắn ốc. Đó, phần dạ đây. Phần dạ đốc hồi đây. Vũ lạt thì được chọn lọc rất là kỹ, từ trong ra ngoài cũng như là từ đằng trước đằng sau, cực kỳ là dày dặn, dày dặn hàng cửa. Về phần bàn này thì có kích thước là 1m27, bề ngang của chúng tôi là 47. Bề ngang là 57 quý vị nhé. Chiều dài là 1m27 và cao là 80. Phần mặt bàn này thì anh Đức có đặt chúng tôi là mặt bàn đục thuận buồm xuôi gió. Đây có hình ảnh thuận buồm xuôi gió đây. Đấy là ý nghĩa là mong cái công việc lúc nào nó cũng suôn sẻ. Rất là đẹp, mặt bàn gỗ vụn một tấm. Đục chạm thì cực kỳ là sắc nét cũng như là sâu quý vị này. Mặt bàn này thì cũng như là dày 2 phân và được đục chạm rất là sâu, rất là sắc nét. Phần chi tiết thì quý vị thấy phần chi tiết đây rất là sắc nét, và chúng tôi đã hoàn thiện rất là kỹ rồi quý vị nhé. Chúng tôi hoàn thiện rất là kỹ này, sờ mát tay luôn. Cả những cái phần chân tơ kẽ tóc chúng tôi là hoàn thiện rất là kỹ. Chính giữa là có hai chiếc thuyền buồm đang ra khơi đây, những đàn chim rồi thì những cái dãy núi ở phía xa xa này rất là đẹp. Hàng cực kỳ đặc sắc luôn. Ngoài ra thì bên này còn có một chiếc đôn nối bàn nữa, hay chúng ta gọi là đôn để fix đây. Chúng ta có cái phần là chân đế để fix đây quý vị này. Vừa rồi là tôi đã giới thiệu toàn bộ cái phần chi tiết của ghế này. Tôi quay lại một lần nữa tổng thể của ghế trường kỳ. Trường kỳ của vụ kích thước hàng đại này cho quý vị. Mọi người có quý vị đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 806. Website là đồ gỗ Tùng Tám.com. Thì mọi người thì truy cập vào website để xem thêm những bộ sản phẩm khác. Và sau đây thì tôi xin kết thúc video này để bàn giao
cũng như là vận chuyển bộ ghế này cho anh Đức, khách hàng. Thì mọi người quan tâm, yêu mến thì bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật về những video clip và những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Xin chào mọi người.